Hôm nay ngay tại chùa Bảo Quang ở thành phố Santa Ana có lễ đại tường cố Hòa thượng Thích Quảng Thanh, 3 năm ngày mất của Hòa thượng Thích Quảng Thanh. Thì hôm nay gặp lại ni sư Như Như đang ở đây, và cũng có một hiện tượng xảy ra mà có nhiều người nói tới, mà nhân gặp ni sư Như Như ở đây, mặc dù mọi người về hết rồi, ni sư vẫn còn nán lại ở đây, thì muốn hỏi ni sư một tí. Chào ni sư ạ. Chào Phú Bôn Sa, Phú Hoàng Lân. Ni sư khỏe không ạ? Dạ, cảm ơn Phú Hoàng Lân. Hôm nay là cái ngày lễ đại tường của cố Hòa thượng Thượng Quảng Hạ Thanh tại chùa Bảo Quang, là cái ngày tưởng niệm ân sư rất là trọng thể. Ngày hôm qua là ngày quý Chư Tôn Đức đã tụng thời kinh, ngày hôm qua đã thỉnh, giống như là thỉnh Giác Linh Ngài về. Hôm qua có thời kinh từ sáng tới chiều, sau đó là có thuyết pháp, và ngày hôm nay là cái ngày trọng đại, là ngày thứ hai kế tiếp, là ngày 9 tháng 6 2022 tại chùa Bảo Quang. Thì tăng ni vân tập lại rất là đông. Quý trưởng lão hòa thượng, hôm nay có đại lão hòa thượng Thích Huệ Minh ngồi bên cạnh nữa. Ngài là nha tuyên úy ngày xưa, cấp tá. Đó, có ngài ở đây, ngài cũng đến chứng minh buổi lễ ngày hôm nay. Đó, thì ngài cũng rất là thân tình với lại hòa thượng Quảng Thanh nơi này. Thì mặc dù sức khỏe ngài không có được khỏe lắm, nhưng mà ngài vẫn nhớ là hăng hái vui vẻ đến luôn hai ngày luôn, thứ tư và thứ năm, ngày 8 tháng 6 và 9 tháng 6 để mà tưởng niệm lại tình huynh đệ, đó là thầy Thượng Quảng Hạ Thanh. Yeah. Hôm nay có một cái hiện tượng lạ là theo như lời của chú Phủ Hoàng Lân, Phú Bình Sa nói cũng đúng, trong khi quý Chư Tôn Đức, các trưởng lão hòa thượng với Chư Tôn Đức phân tập ở trong chánh điện để mà làm lễ cúng dường trai tăng và làm lễ nghĩa là cầu nguyện, thì đó thì lúc bây giờ nghe tiếng cái rầm một cái lớn lắm. Lúc bây giờ ở trong chánh điện thì tăng ni đang ngồi chứng trai, thành thử là tưởng là cái loa rớt. Sau đó đi ra ngoài thì nghe Phật tử nói là bốn cái xe trước mặt chùa đụng rầm rầm rầm, thì là có bốn chiếc xe đụng, bốn chiếc xe đụng nối đuôi nhau. Thì mình thấy là, thì trong khi đó thì quý thầy đang, sau đó sau khi trai tăng xong, quý thầy ra để mà cúng, giống như là cúng chỉnh tế cô hồn ngoài này. Thì khi mà những cái lần như vậy á, mình không phải là mình nói là vấn đề khoa học hay là tâm linh hay là mê tín dị đoan, nhưng mà nếu có giác linh, có hương linh thì phải có phong linh. Mình nghĩ là có những cái mình không định nghĩa được, nhưng mà khi mà chùa sắp tổ chức một cái đại lễ gì mà cũng như là cũng thí thực cô hồn hay là cũng chai đàn trẩm tế vậy đó, là các hương linh họ rủ nhau rầm 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 rất là tới, rất là đông để họ được cái buổi cúng thí thực. Anh thử cho là chắc có lẽ là như thế nào mình không biết, nhưng mà ngay cái lúc mà khoảng chắc lúc bây giờ khoảng 11, 12 giờ đó, rầm một cái là may là không có ai chết đấy đó, bốn cái xe đụng nhau mà không có người chết, đó là điều rất là may mắn. Hồi nãy tự nhiên lại đang làm lễ mà lại có tai nạn tới bốn chiếc xe liền đó. Có nhiều người họ kháo nhau rằng là có khi nào cái đó là hiện tượng là hòa thượng, linh hồn hòa thượng trở về hay không? Giống như là người ta hay nói là hòa thượng Thích Quảng Thanh hay có từ hồi khi mất á, hay có những hiện tượng đó trong chùa lắm. Ngài đem cái bình an về lại chứ không phải ngài đem cái tai nạn. Nhưng mà đây là phải nói là khi mà chuẩn bị cho một cái buổi cầu an, cầu siêu gì đó, mà khi mà làm cái đại lễ gọi là giống như là trai tăng là riêng, còn đại lễ giống như là trong ban kinh sư gọi là trai đàn chỉnh tế là riêng. Đó, cái chủ đề là trai đàn chỉnh tế thì các hương linh, các giác linh, là các nghĩa là phong linh, họ sẽ tập trung về chùa để họ được nghe kinh, nghe pháp và họ thọ thực, thọ cúng dường gọi là thí thực đó. Thì mình phải nói là cái tai nạn bốn cái xe đụng nhau không chết, đó là một điều may mắn, nhưng mà chứng tỏ là cái chùa có một cái gì gọi là về tâm linh rất là mạnh,
và họ được hưởng những cái buổi cúng thí thực như vậy đó là thực. Thậm chí là tôi còn nghe nói có một người mẹ họ chết, vài người mẹ họ chết, họ về họ báo cho các chùa cho con ăn ké với. Mà mẹ thì họ đâu có theo Thiên Chúa, ít khi họ theo đạo Phật lắm, nhưng mà họ đói họ xin ăn, đó là có thiệt. Họ đến chùa xin ăn, thành thử chùa thì hay cúng thí thực, thành thử là mình phải tin là có về tâm linh, là cũng có người sống và có người chết, và có cõi âm và có cõi dương. Thì ngày hôm nay không tai nạn, rất là tương đối là bình an chứ không đến nỗi mà chết người. Giống như là một sự báo động nào đó thôi phải không? Cho mình thức tỉnh là cõi đời là vô thường lắm. Thầy là Ngài đến nơi này, Ngài thể hiện để giúp cho tạo nên ngôi chùa này. Đó, Ngài thể hiện là tạo nên một cái văn hóa của là văn hóa, một cái nhà văn hóa và thậm chí là nhà tâm linh luôn. Đó. Thành thử ra hôm nay là cái ngày đại tường của thầy có những cái rất là màu nhiệm, mình phải công nhận. Nhiều người rất là thương thầy. Theo ni sư, buổi lễ ngày hôm nay nó như thế nào? Một cái điều nhiệm màu là một cái tiếng nói như thế nào mình không hiểu, mà hôm nay là nhìn lên chánh điện là y vàng rực rỡ, hai dãy tăng và hai dãy ni, mà cuối cùng thành ra là 6 dãy bên trong và bên ngoài patio luôn. Bên trong là như là 4 dãy thẳng và một dãy của các vị trưởng lão ngồi chứng minh là ngay giữa chánh điện. Và ở dưới là 4 dãy tăng ni, mà tăng là 3 dãy liên tục và ni là một dãy thẳng luôn hàng. Ở bên ngoài thêm một dãy ni bên ngoài nữa, thành thử là 1, 2, 3, 4, 5 dãy. Và của quý hòa thượng là thành ra 6 dãy. Rất trang nghiêm. Quá đông mà trang nghiêm, quá đông luôn. Không thể tưởng được, đông lắm. Các sư, các thầy ở đây về hết hả? Các tiểu bang về, thậm chí có cả Sri Lanka, Ấn Độ cũng đông lắm. Thái Lan, Lào, Campuchia. Tất nhiên là ở Cali thì quốc tế ở quận Cam là về hết. Dạ, gần như là rất nhiều các tiểu bang nữa. Dạ. Rồi các nước hay không mình không biết, nhưng mà thấy có nhiều người Ấn Độ, người Sri Lanka, người Lào, người Thái vậy đó, cũng đông lắm. Trở lại cái vấn đề mà oan hồn hoặc là hiển linh gì đó mà ni sư nãy có đề cập tới đó, trong suốt thời gian mà tu tập như thế này đó, có bao giờ ni sư có thực sự có chứng nhận, có nhìn thấy hay là có cảm thấy có cái điều đó không? Ni sư có tin rằng khi mình cúng cho dắt linh, hương linh, phong linh là mình phải tin có cái sự gì mà màu nhiệm mình mới dám cúng, tự vì mình cúng là họ có hưởng mình mới cúng. Thậm chí bản thân xưa hồi đó đi vượt biên cũng vậy đó. Mình không có tin có ma quỷ đâu, mình còn nhỏ, lúc đó còn nhỏ lắm. Nhưng mà lúc vượt biên thì nằm chung để mà ra giống như ra ghe lớn đó. Thì là cái đêm đó cái bàn thờ của họ nhìn thấy âm mưu sợ lắm. Lúc đi vượt biên Rạch Giá, lúc đi vượt biên ở Vũng Tàu, lúc thì ở Hà Tiên, lúc đi Cà Mau, đi vượt biên nhiều lần đó mà không thoát, cuối cùng đi máy bay. Nhưng mà thời gian đi vượt biên đó là lúc mà nằm ngủ buổi tối đó, tự nhiên nó thọc lét mà không biết ai. Có người kế bên thọc lét hả? Thọc lét xong hồi thọc lét dưới chân nữa thầy, hòa thượng. Nó cũng khiếp lên mà đó. Nhưng mà không có ai xung quanh hết. Có người xung quanh nhưng mà người thí dụ họ đụng tay mình thì mình biết. Thì giống như là một cái gì lạ lắm. Mình nói ủa sao kỳ cục quá, đúng là sáng là mình thấy rõ ràng bàn thờ, đúng là trong nhà này có cái gì âm u lắm. Bàn thờ nhìn thấy sợ lắm. Bát nhang nó là nghi ngút gớm lắm. Nhìn thấy kinh khủng lắm. Nó có một cái gì mình vậy, càng lớn mình càng tin là nó có cái gì phần âm và bình chương, đó là sự thật. Ngoài ra có những cái hiện tượng nào khác, nhất là những hiện tượng nào mà gọi là khủng khiếp, ni sư đã từng gọi là trải nghiệm qua không? Thật tình mà nói thì mình đi tu là mình cảm thấy cái dũng bình an hết á, chứ không có gì khủng khiếp thật á. Nhưng mà mình có những cái nhiệm màu là mình thấy là có những cái mà thiêng liêng lắm. Trước khi mình đến đó hay làm việc gì á, làm như có ai mách bảo cho mình á, nó lạ lắm. Nó có một cái giống như là siêu nhiên gì đó. Họ có khi họ nói bên tai mình, mà cũng có khi họ nói trong cái tâm thức mình, tâm linh mình biết. Mình cảm ứng, có cảm mới có ứng. Còn khi mình cầu nguyện cúng cho cái giác linh, hương linh hay là phong linh đó, là mình biết người ta đến người ta hưởng. Người ta giống như người ta cảm ơn mình có bữa ăn ngày hôm đó. Chứ không là tâm truyền tâm hay là tâm ấn tâm, nhưng mà rõ ràng mình cúng là người ta có đến hưởng. Ngày hôm nay là cúng ngay chùa Bảo Quang đây, các thầy cúng rất kỹ, cúng về gần như là thí thực. Đó, và khi cúng thí thực là các nghĩa là phong linh đến đây hưởng nhiều lắm, kể cả trong chùa và ngoài bên kia ngoài đường nữa. Thành thử đó là có cái hiện tượng mà 4 cái xe đụng nhau mà không chết người là mình thấy là màu nhiệm rồi, có cái sự bình an rồi. Nhưng mà thức tỉnh là tất cả đều là cuộc đời là vô thường, cho nên mình ráng tu vậy thôi. Mình chỉ nhắc nhở là có cái gì ngày hôm nay mình biết ngày hôm nay, mình không hù dọa nhau để sống, nhưng mà mình tin là có ma,
và có quỷ và có yêu tinh, không phải là tại tâm mình suy tưởng đâu. Cái đó là sự thật chứ không phải là nói là mình hù dọa ai. Cái tiếng nói của phố bonsai ngày hôm nay với mục đích là nói lên sự thật, chứ không thể là đưa mê tín dị đoan hay là đưa cái gì để mà hù dọa ai, không có. Sự thật là có cái gì mình không định nghĩa được, nhưng mà thí dụ ba má mình ra qua đời, mình cũng có những cái mà quý ngài về cho mình hay, mình biết, cảm ứng biết. Rồi 49 ngày sau đó đi về tái sanh nơi miền khác hay như thế nào, có lên và có xuống, có tội và có phước, rồi theo lúc bây giờ theo cái nghiệp báo mà ra đi. Thì mình phải tin. Hôm nay nói trước phố bonsai biết là mục đích nói không phải là nói ma quỷ hay là hù dọa người thế gian, nhưng mà có người âm và có người dương, người sống sao chết vậy đó. Đó là sự thật để quý vị thức tỉnh, để mà giống như là mau tu kẻo muộn vậy thôi. Đó, thực tình sống chân thật với nhau, đừng có giả dối, đừng lường gạt nhau là quý rồi. Chứ mình tưởng mình gạt rồi mình chết rồi mình hết nợ, kiếp này không trả, kiếp sau trả tiếp, gặp nhau trả tiếp. Đó, cảm ơn phố bonsai, cảm ơn Vũ Hoàng Linh. Những cái gì Vũ Hoàng Linh làm nhiều người rất là thương quý, là Vũ Hoàng Linh làm chân thật với tấm lòng, làm cái gì mà không có gọi là show up, cũng không có cái gì gọi là quảng cáo, nhưng mà Vũ Hoàng Linh làm chân thật, người thật việc thật. Cảm ơn Vũ Hoàng Linh những cái gì mà Vũ Hoàng Linh đã đăng tải sau cái vụ của Phi Nhung, cũng là một cái điều mà Vũ Hoàng Linh đã làm cho cộng đồng và cho những nghệ sĩ hay là cho bất cứ người nào. Vũ Hoàng Linh làm bằng trái tim, thì sư cũng hiểu điều đó, cho nên khi Vũ Hoàng Linh welcome là sư sẵn sàng là ủng hộ Vũ Hoàng Linh tối đa. Cảm ơn ni sư rất thật nhiều với những lời đó. Được biết rằng ni sư cũng là người rất là yêu văn nghệ, có giọng hát rất là truyền cảm. Lần trước chúng ta được nghe một lần rồi, không biết lần này mọi người có được nghe bản nào nó liên quan tới hoàn cảnh hôm nay không? Chắc là làm bài cát bụi đi nha. Bụi rồi, để hát hát. Bây giờ tặng cho quý vị một bài sư, thì sư cũng hay văn nghệ cho nó vui, cho cuộc đời nữa. Mình biết là nó cát bụi trở về cát bụi thôi. Bài hát rất ý nghĩa, cát bụi trở về cát bụi. Cát bụi cuộc đời đi ha. Cuối cùng tất cả mọi thứ cũng đều về cát bụi. Đúng hả? Rồi, phải ra đi hết. Có là vương là tướng gì cũng thế hả? Đúng rồi, ra đi hết. Thì có sớm hay muộn thôi phải không? Đúng rồi, thiệt. Còn gặp nhau là mừng ở đó, lần cái mùa Covid đó, trời ơi, nhiều người đi lắm. Xin tặng cho phố Hồng Sa, TV của Hồng Linh, cát bụi cuộc đời. Tặng cho khán giả rồi quý vị phố bonsai TV. Dạ, ni sư cho cái tiếng của tiếng nhạc nhỏ lại để cho mình nghe tiếng khác nó tốt hơn. Đó. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi, thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muôn phiền chuyện thế sự. Nơi trần ai. Cảm ơn Vũ Hoàng Linh, phố Bonsai TV. Những đóng góp của Hoàng Linh trong cộng đồng phố Bonsai TV. Cảm ơn cái tấm lòng của Hoàng Linh đã lo cho cộng đồng. Những cái tiếng nói trong cộng đồng đều được của Hoàng Linh đưa lên khắp toàn thế giới, đều được biết. Và mọi người rất là tôn quý cái gọi là tác nghiệp của Vũ Hoàng Linh. Đó là một sự nghĩa là trân trọng. Mình có cái đạo đức nghề nghiệp, làm cái gì thẳng thắn, làm cái gì trung thực. Không có vô bày cái này, không vô trương cái kia, không quảng cáo cái này cái nọ. Nói về cuộc đời, cuộc sống vô thường, ngắn ngủi. Chúng ta nên mỗi người thương mến nhau, yêu mến nhau, chắp tay lại cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Giống như Hòa Thượng Thích Huệ Minh thường dạy chúng con là thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Cảm ơn Hòa Thượng nhiều. Những lời dạy của Ngài đi vào tâm khảm chúng con. Những lời dạy của Ngài chúng con khắc cốt ghi tâm. Thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Và trận đại dịch Covid-19 chống qua cho mọi người được nghĩa là... Dạ, đúng rồi.
và coi như là xăng đừng có lên giá nữa. Hòa thượng nói vậy đó, cảm ơn hòa thượng nhiều. Cảm ơn Như Sư, Như Như và Hòa thượng Thích Huệ Minh, cấp tướng tá trong quân đội ngày xưa. Dạ, nha Tuyên Úy. Dạ. Cảm ơn Phố Bonsai TV. Rồi, hẹn gặp lại Như Sư. Hẹn gặp lại quý vị.